Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên đề lao động và xã hội số tháng 10 năm 2024 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Trong chuyên đề này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thừa Thiên Huế hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với chủ đề chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi, vừa qua tại thị xã Hương Trà, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 với chủ đề chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự chương trình. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình gửi đến quý vị đại biểu, toàn thể các cấp hội và người cao tuổi trong toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm kính trọng. Kính chúc các cụ, các bác luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo. Nhân lễ phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban công tác người cao tuổi tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về người cao tuổi, phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ, chăm sóc, an sinh xã hội tốt hơn đối với người cao tuổi, nhất là đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng các tổ chức hội người cao tuổi vững mạnh toàn diện, thực sự là tổ chức hội nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. Từ đó vun đắp tô thắm truyền thống đa nghĩa nhân văn tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn hạnh phúc thuần phong mỹ tục trong mỗi gia đình, thực hiện tốt an sinh xã hội. Nhân dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội người cao tuổi đã trao các phần quà đến những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Phú Lộc, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện cũng đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Tổng số hội viên người cao tuổi của huyện Phú Lộc gần 14.800 người, trong đó cán bộ, đảng viên và hưu trí là 686 người. Những năm qua, cả cấp hội người cao tuổi trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng, tích cực đóng góp trí tuệ, tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Người cao tuổi huyện Phú Lộc tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiến kế, hiến đất, ngày công, tiền của để mở rộng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 người cao tuổi. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Phú Lộc tặng giấy khen cho 29 người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phong trào tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Thưa quý vị, những năm qua, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi của Thừa Thiên Huế đã luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào hoạt động của địa phương và tích cực tham gia phát triển kinh tế. Sự tận tụy chăm chỉ của những cán bộ cao tuổi như một tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo và học tập. Ông Nguyễn Trọng Quế là một hội viên cao tuổi tiêu biểu của phường Phước Vĩnh. Nguyên là cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, ông đã phát huy sở trường của mình trong vai trò là bí thư chi bộ, trong đó quan tâm đến việc hỗ trợ các hội viên tiếp cận với chương trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó là các hoạt động thiết thực trong phong trào ngày Chủ nhật xanh, Chủ nhật vì cộng đồng. Hàng trăm suất quà đã được ông vận động và trao tận tay những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phương châm của ông trong công tác đó là phải tận tâm, tận lực, yêu quý bà con thì bà con sẽ yêu quý mình. Và đó cũng là chìa khóa thành công để ông có thể tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện các cuộc vận động của địa phương phát động. Riêng Chủ nhật vì cộng đồng là một tổ mà duy nhất trong phường là đã quá 7 lần Chủ nhật vì cộng đồng đều có quà. Và cái quà này cũng hết sức là linh hoạt. Những lúc đói kém ấy, thì tặng gạo, lương thực, thực phẩm. Mùa hè nóng nực ấy, thì tặng quạt. Chúng tôi đều ghi lại bằng hình ảnh để chứng minh. Và mùa đông ấy,
như cái đợt mùng 4 tháng 10 vừa rồi ấy, là trong cái chủ nhật đó là chúng tôi tặng chăn nhung, những chiếc chăn rất đẹp. Và những cái quà túy là nhỏ nhưng mà đến với dân là trải ấm cái lòng thương với dân rất là chân thành, rất cảm ơn. Điều đó thể hiện khi mà thấy Bí thư Chí bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố mà đi đến ấy, là họ rất là mừng. Do đó khi mà những cái công tác vận động khác thì đều đạt kết quả rất là cao. Người cao tuổi mà khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở xã hội rồi á, về hưu tham gia cái hoạt động ở địa phương thì đúng phải nói là ghi nhận là cái riêng với anh Quế thì có những cái nét nổi trội hơn một chút là so với những người kia. Những người kia cũng rất tích cực nhưng mà với anh Quế thì có những cái đặc điểm hơn, là một người cũng là về hưu cái là tham gia công tác với địa phương liền, ví dụ như là trưởng ban công tác mặt trận này, rồi là phó chủ tịch cựu chiến binh, sau đó và chứ hiện tại bây giờ là làm chỉ bí thư chi bộ 4, thì phải nói một người hoạt động hết sức là năng động, có tâm và có tâm, cũng là sắn mình vào cả cái công việc ở cơ sở, rồi là đi sâu đi sát từng gia đình một. Để vì vậy cho nên là phải nói là cái dân của cái khu vực này á, thì không có nhà nào mà anh Quý anh không biết, mà người họ cũng đúng là đặt cái niềm tin vào cái cấp ủy này. Đến nay, toàn tỉnh có 183.127 người cao tuổi, chiếm 15,1% dân số. Thời gian qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, người cao tuổi đã phát huy tinh thần, tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia các phong trào yêu nước, đã có những đóng góp quý báu vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương với nhiều phong trào thiết thực như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, quân chủng bảo vệ an ninh tổ quốc, người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới. Với những đóng góp của người cao tuổi về trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm, truyền nghề cho con cháu, người cao tuổi trở thành tấm gương sáng tiêu biểu trong xã hội, là mẫu mực để thế hệ trẻ và con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Lĩnh vực nào người cao tuổi chúng tôi cũng phát huy cái tuổi cao gương sáng. Trong phong trào là giáo dục, trong phong trào xây dựng nông thôn bình yên trong cuộc sống, an ninh trật tự và đảm bảo một cái nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thì người cao tuổi phải dương cao cái ngọn cờ là tuổi cao gương sáng và truyền đạt lại những hiểu biết của mình, những cái gương đẹp của mình để cho thế hệ tiếp theo. Từ đó trong xã hội hiện nay á, thì nhiều một số nhóm tha hóa cuộc sống mà người cao tuổi kéo đi được. Cụ thể như là người cao tuổi ở thành phố Huế có một phường, họ đã tuyên truyền vận động, họ lôi kéo được cái số là con em hư hỏng nghiện ngập và trở lại cuộc sống bình thường. Có thể thấy, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nâng cao vai trò của người cao tuổi trong các hoạt động xã hội là một cách thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đây cũng là cách để động viên người cao tuổi tiếp tục cống hiến công sức trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giữ vững an ninh trật tự của quê hương, đất nước. Năm 2024, thành phố Huế tiếp tục xác định mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững với mục tiêu phấn đấu giảm từ 110 đến 130 hộ nghèo. Hiện các địa phương đang triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền, sự tham gia của các cấp hội đoàn thể và của người dân. Thời gian rà soát được tiến hành trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ ngày 4 tháng 9, kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024. Đối tượng rà soát bao gồm toàn bộ hộ gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý. Gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng có đơn đề nghị rà soát hoặc địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro, có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, các hộ gia đình làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đang sinh sống trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật về cư trú có giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình cũng thuộc diện rà soát. Công tác rà soát phân loại hộ nghèo nhằm xác định, lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều để có cơ sở xây dựng kế hoạch giải pháp giảm nghèo trong năm 2025. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thực trạng đời sống của nhân dân, tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu thành tích cũng như lợi dụng chính sách liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo để trục lợi, làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương. Trong 9 tháng của năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã đưa trên 1.900 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,9% kế hoạch của năm. Thị trường đi làm việc ở nước ngoài tập trung chủ yếu ở Nhật Bản, đạt tỷ lệ 83,76%, Đài Loan 11,63%, Hàn Quốc 2,23% và một số nước khác. Tỉnh riêng thị trường Hàn Quốc có 31 lao động đi làm việc theo chương trình EPS, trong số 113 lao động thi đầu kỳ thi tuyển hàng dành cho chương trình EPS, đã hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và đợi phía doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển chọn. Từ đầu năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh 40 tỷ đồng, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Trong đó cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 23,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội mới tiếp nhận và giải ngân hơn 877 triệu đồng hỗ trợ cho 318 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đi làm việc ở nước ngoài là kênh thoát nghèo hiệu quả hiện nay. Lợi dụng điều này, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, tình trạng mạo danh các cơ quan doanh nghiệp để lừa đảo, làm thủ tục xuất cảnh, xuất khẩu lao động đã bắt đầu có dấu hiệu phức tạp hơn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan để hạn chế tối đa rủi ro, thiệt hại. Mới đây, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa phát đi cảnh báo về thông tin giả mạo lừa đảo người lao động đi Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Cụ thể, các đối tượng thường mạo danh các công ty môi giới lao động hợp pháp bằng cách tạo website giả mạo hoặc cung cấp giấy tờ giả. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu người lao động nộp một khoản tiền lớn để làm thủ tục, sau đó thì cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Tất cả những cái chương trình này thì được thực hiện thông qua Sở Lao động Thương binh Xã hội hoặc là các cái trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc các cái tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương để chúng tôi, đấy là cái kênh chính thống. Do đó tất cả những trường hợp nào mạo danh là Trung tâm Lao động Ngoài nước hoặc là cán bộ của Trung tâm Lao động Ngoài nước để gọi điện, nhắn tin trực tiếp đối với người lao động để người lao động sau đó thì sẽ chuyển tiền cho những cái đối tượng giả danh đó, thì đây là một những cái mà người lao động phải rất là cảnh giác. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có 17 đơn vị có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hợp pháp. Tất cả các đơn vị này đều phải thực hiện đăng ký các thủ tục liên quan với Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Việc mạo danh lừa đảo người dân, các đơn vị này cũng đã nắm và họ cũng khuyến cáo người dân một số điểm cần lưu ý để có thể nhận diện được các đối tượng lừa đảo. Các đơn vị hay là các cái cá nhân mà lừa đảo thì thường họ sẽ không có thương hiệu. Họ đưa lên các cái bài quảng cáo mà chỉ có các cái thông tin về lương, thu nhập cao, hấp dẫn, nhưng mà họ không đưa cái tên doanh nghiệp của họ vào. Bởi vì khi đưa tên doanh nghiệp họ vào thì người lao động sẽ rất dễ kiểm tra được xem thử là doanh nghiệp này có thực sự được cấp phép hay không. Ngoài ra thì có các cái doanh nghiệp là trên sử dụng các cái mạng xã hội để mạo danh các cái doanh nghiệp uy tín. Bởi vậy khi mà người lao động mà liên hệ các đối với các doanh nghiệp này thì nên kiểm tra cái tính pháp lý của họ trên trang của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, cũng như là liên hệ đối với các cái website chính thức của các doanh nghiệp có giấy phép để xác minh lại các cái thông tin trước khi trả tiền hay là đưa các cái hồ sơ liên quan. Việc lừa đảo đi lao động ở nước ngoài không phải là chuyện mới, quan trọng là người dân cần nắm rõ tin tức, kiểm tra rõ ràng thông tin và chỉ đăng ký tại những cơ quan đã được cấp phép. Nhằm cảnh báo cho người lao động trước các thủ đoạn lừa đảo đi làm việc ở nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có nhiều cái văn bản gửi đến các sở ngành liên quan, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố đề nghị phối hợp quản lý, kiểm tra và đặc biệt là tuyên truyền đến người lao động. Sở Lao động cũng đã có các cái văn bản gửi về cho các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cái doanh nghiệp tức là tuân thủ pháp luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc một cách tốt nhất.
Người lao động nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước tại địa chỉ www.dolab.gov.vn. Không nên tin vào những lời mời chào giới thiệu của các đối tượng trên các trang mạng xã hội. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chuyên đề lao động và xã hội số tháng 10 năm 2024. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chuyên đề tháng sau.